thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác đặc biệt để rà soát tổng thể các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để lên phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm. Hiện nay Bộ Công Thương quản lý 443 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo cách tính thủ tục hành chính thì một loại giấy tờ chứng nhận sẽ có từ 3 đến 4 thủ tục, gồm cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, vân vân. Do đó, trên thực tế, Bộ chỉ quản lý trên 100 dịch vụ công. Bên cạnh việc bãi bỏ và đơn giản hóa 123 thủ tục trong năm 2017, Bộ Công Thương cũng nỗ lực thúc đẩy tích cực việc hiện đại hóa thủ tục hành chính. Theo kế hoạch, Bộ sẽ nâng tất cả các thủ tục lên cấp độ 3 và cấp độ 4 trong năm 2017 và dự kiến đến hết quý 3, Bộ sẽ hoàn thành 70% kế hoạch và quý 4 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.